trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Tại vì anh quên rằng anh đã chuyển nhượng mình qua đây. Mà cái chìa khóa để chiến thắng của đội bển là ở đây. Cái chìa khóa nó đã qua đây rồi. Nên là mình chắc chắn sẽ đánh bại anh Bắp. Giờ này mầm non tụi nó gọi là thái độ lắm. Tụi nó hay lướt lướt đàn anh lắm. Chúng tôi nhập đàn mấy mầm non này từ khi mới nhú lên thôi. Nhưng mà để mà sau này mà nó lớn rồi dập tụi anh đâu chịu nổi. Đây cái băng thắng là phải đeo băng thắng nè. Nãy mấy anh em đưa cho băng mới nhưng mà thấy coi sùng để băng này cho nó nghĩa. Mình nghĩ chỉ nên chơi băng đũa thôi chứ băng đá thì không nên chơi. I'm okay, I'm fine, Quintana. Quintana ding 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 ding. Bắn cò rồi. Không bao. Đúng vậy. Đây cái băng thắng là phải đeo băng thắng nè. Nãy mấy anh em đưa cho băng mới nhưng mà thấy coi sùng để băng này cho nó nghĩa. Thì cái đó là chiến lược của đội anh đúng không? Đội tâm linh. Lý do là hư bóng của anh thì đánh giá như thế nào với tư cách là đội trưởng? Mình nghĩ chỉ nên chơi băng đũa thôi chứ băng đá thì không nên chơi. Đá banh mà lúc nào cũng trắng quá thấy không? Không biết có xài kẹp chọn hay không? Giờ muốn kẹp chọn bên thì chỉ có Lâm. Hồi nãy thì anh Chris có nói là Quỳnh Lý chắc nên đi chơi banh đũa. Tại vì anh một cái pha hưng bóng và lúc nãy còn bị đội trưởng nói. Ok, ok, không sao, không sao. I'm okay, I'm fine, Quintana. Quintana ding 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 ding. Anh nghĩ là anh Chris đang ganh tị với lại tài năng xuất chúng của anh thôi. Chứ thật ra thì anh Chris là người chơi bóng bàn nhiều á mọi người. Chứ không phải bóng đá đâu. Vậy thì anh có giải thích một chút nào về cái pha hư bóng hả? Chẳng qua là xui thôi. Do một ngày không may mắn thì những ngôi sao lớn thì cũng sẽ như Quỳnh mà thôi. Anh huấn luyện viên rồi các bạn ạ. Fan của Hurricane rồi, cho huấn luyện viên Hurricane một tràng vỗ tay đi ạ. Cú dứt điểm của cầu thủ không có số áo. Em hỏi anh vài câu nha. Đúng chào mừng quý khách tham quan. Chào lần đầu mình có cơ duyên là cùng mình cũng tham gia một trận bóng giống như vậy. Trận đấu đó thì mình bên team All Star. Mình ở bên team ở bển nên là mình vô địch giải đó. Còn đây là All Star đã chuyển nhượng mình qua bên Rap Việt rồi. Thì đó là siêu kinh điển. Và mình chắc chắn là đội mình sẽ giành chiến thắng. Tỷ số mình là khá là cách biệt là 3-0. Anh Ngô Kiến Huy rất là chắc chắn. Bóng đến của cầu thủ mang áo số 19 bên phía phía âm. Tại vì anh quên rằng anh đã chuyển nhượng mình qua đây. Mà cái chìa khóa để chiến thắng của đội bển là ở đây. Cái chìa khóa nó đã qua đây rồi. Nên là mình chắc chắn sẽ đánh bại anh Bắp. Dạ. Ờ mình đá banh nha. Hurricane đội bóng rất chính. Vẫn là cào cao su Hurricane. Rất vất vả cơ hội. Cái gì vậy? Nhưng mà tôi đang thua hai bàn thôi. Thật sự là về kỹ năng thì không sao, nhưng mà về Hurricane thì có sao. Có thể nó không nằm ở thực lực mà nó nằm về phần gọi là giác quan thứ 6 của Hurricane và sự xui xẻo của anh ấy. Có thể là điều đó. Bởi vì tôi cảm thấy đừng để nó nói gì hết, nên là nó nói nó cũng mệt lắm. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Hurricane lập công một cái khán đài sôi động hẳn lên. Bàn thắng đầu tiên tại giải đấu lần này dành cho team Rapid. Hai người ơi, anh cảm ơn em yêu anh. Ô đẹp. Kết quả
quả là 3-0. À lần 3-1. Mà đội kia thắng. Uy tín, uy tín, uy tín, cộng một uy tín. Đâu mình gặp anh Huy mình mới 3-0 chứ. Vậy ba mình lấy hạng 3. Chắc chắn là hạng 3. Giờ này mầm non tụi nó gọi là thái độ lắm. Tụi nó hay lướt lướt đàn anh lắm. Mà chúng tôi là hơn thua. Chúng tôi dập đàn mấy mầm non này từ khi mới nhú lên thôi. Nhưng mà để mà sau này mà nó lớn rồi dập tụi anh đâu chịu nổi. Bây giờ em nhìn đi cái lứa tụi anh toàn là U40, U50 không à. Mà mấy đứa nhỏ bây giờ 2K9, 2K8. Chờ sao lợi. Đúng rồi, chả không lợi. Vì thế thủ đoạn. Bình thường tập cũng ghi bàn nhiều vậy rồi cho nên là cảm xúc cũng... Nhưng mà đặc biệt là có khán giả đồng là phê. Đúng rồi, hay cái bàn nhiều, hay đi đá với Bi với Gin nè, với lại mấy anh em trong đội nè. Thì tại trong đội chỉ có 2-3 tiền đạo thôi cho nên có nhiều banh là chuyền cho Gin hết. Ở trái chuyền cho Gin là tôi được 1 triệu. Hả? Thật ra thì chúng tôi đã tính hôm nay 4 trái là 4 triệu. Chúng tôi sẽ cố gắng từ đến cuối ngày chúng tôi sẽ ghi chuyền cho Rít thành 6 trái là 10 triệu. Hồi nãy có một trái tôi chuyền Rít mà tôi bị phạm lỗi. Trái đó tôi gần double tuti tôi lấy là 2 triệu. Đó. Nói chung là đội chúng tôi vui là chính thôi. Quéo cái giò luôn rồi. Sức cái móng rồi nè. May áo số 7 bên phía một đất liền. Bắn còi rồi. Anh Thăng Quốc sẽ là người thực hiện quả đá này. Không bao. Hurricane đã đá hồng một quả đá vàng. Nhưng anh rất tập trung. Dạ em thật sự rất là vui và cảm ơn anh sĩ hội của khán giả rất là nhiều á. Em có thể cho biết là cái quả đá bên đây hồng đi là mình chỉ ngồi mình đá hùng để cho đối thủ chủ quan đúng không? Dạ chính xác ạ. Có giải rồi. Con ơi, có sao rồi con ơi? Chia. Trời sao chắc quá trời. Mạnh quá, mạnh là đi đá. Ủa ai đây? Giờ đây nè. Bông. Nắng nè. Đứa giữa luôn. Bên kìa. Vậy. Thấy em bước chơi đó. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.